cái đoạn đường đèo Văn Ba này á, thấy ngay đầu đường á, nó cắm 4-5 cái lá cờ đánh tay luôn, chả hiểu cái gì mà đánh tay mà cút 4-5 cái. Còn như nếu mà đánh tay một cái á, thì chỉ có một lá cờ đúng không? Còn cái này là nó cắm tới 4-5 lá cờ, mình chả hiểu được. Rồi đoạn Văn Ba cũng khá là dài, dài chắc cũng 2 cây rưỡi á, có xe hơi chạy vô nữa. Phải kẹt luôn rồi. Kẹt luôn. Chiều nha, giờ này hơi vắng, không có được bao nhiêu cho lắm, mà không sao, một lát nữa thì đường này cũng sẽ đông thôi. Nếu là buổi tối á, do là cái đường này mình có thể ra được chợ 200, mà chợ 200 thì bán đồ ăn rất là nhiều, nên là cái đường này buổi tối đông lắm. Còn giờ giống như bốn mình mới có 4:30 rồi, 4:45 giáo sư sống chiếu nè, đó giáo sư sống chiếu. Buổi tối thì nơi này sẽ mở đèn lên rất là đẹp, những cái ngôi sao ở trên một cái đỉnh tháp. Nói chung là có cái đỉnh tháp á, thì một là sẽ có một cái tượng chúa trên đó, còn hai thì cũng sẽ trang trí ngôi sao. Giờ này thì vẫn có người mở cửa, nhà thờ vẫn mở cửa, nhưng mà do là giờ không phải là lễ nên cũng ít người vô cầu nguyện. Còn những cái ngày giống như ngày cuối tuần hoặc là vào những cái ngày lễ thì đông lắm, bởi vì ở đây là giáo xứ mà, xung quanh là 100 nhà thì hết 99 nhà này đạo chúa, trong đây toàn là đạo chúa không, nên là đương nhiên là lúc nào cũng sẽ có người ở trong chùa.